Và trong phút giây này, Sang Ngang cũng được trân trọng kính mời trưởng nhóm và thầy nguyện sức sống, đó là anh Quốc Thái, bước lên sân khấu để có lời phát biểu. À, xin chân trọng mời kính thưa quý vị, các quý, anh Quân cũng là thành viên của nhóm thầy nguyện sức sống. Hôm nay, nhóm thầy nguyện sức sống đến dự sinh nhật của anh Quân. Tất cả thành viên sức sống, chúc anh Quân là luôn khỏe, vui. Thì hạnh phúc sắp tới là có hạnh phúc trong cái kinh doanh thật nhiều thành công. Nhưng mà vì những lỗi ngày này đại tính của nhóm sức sống có đôi lời với em Vương, người chị của em Vương. Chị đại diện nhóm sức sống chúc Vương vui vẻ, khỏe, đẹp trai nhiều và cả tháng thành công trên bước đường mình đang đi. Nhìn thấy cảnh này chắc chắn là chúng ta ai cũng lâng lâng một chút gì đó cảm xúc. Nhìn anh Quân trong vòng tay của những người thân yêu, nhìn anh Quân trong sự yêu thương của bạn bè, của mọi người, đó chính là niềm mong ước. Yeah, super.